Trần Học Đông lụi tàn sự nghiệp do Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm. Sau loạt sao bị phong sát do bê bối đời tư và liên quan đến chính trị, khá nhiều nghệ sĩ ngồi không cũng bị vạ lây khi có mối quan hệ liên quan với người bị phong sát. Điều đó cho thấy không cần phải bị điểm danh trong cuộc thanh trừng Cbiz mới là người xui xẻo. Gần đây, cư dân mạng phát hiện Trần Học Đông dù không bị ai gọi tên vào vòng xoáy drama vừa qua, nhưng cũng hứng chịu hậu quả nặng nề. Anh là Mỹ Nam ghi dấu ấn sau bộ phim Hạ Chí Chưa Tới, đóng cùng Trịnh Sảng. Giờ đây, ai nấy đều hết hồn khi nhận ra Trần Học Đông đều đã hợp tác qua với Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn. Thậm chí, anh còn từng đi sâu với đàn chị Triệu Vy, khiến nhiều người cho rằng vận xui đích thị là đang đeo bám nam thần sinh năm 1990. Ngoài ra, Trần Học Đông còn có Tiểu Dạ Khúc chưa kịp chiếu đã bị hoãn vô thời hạn do nữ chính Hoàng Đình Đình giải trừ hợp đồng và một dự án phim với Dạ Thanh chưa quay xong do tình hình dịch bệnh. Lại có nhiều cảnh cần quay ở nước ngoài. Ở mảng sâu, anh cũng từng tham gia chung với Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm. Nhưng sự nghiệp của Trần Học Đông bỗng chốc bị lũng lỗ hàng loạt, nhiều fan tỏ ra thương tiếc nhưng cũng bất lực, chỉ có thể nói rằng do anh xui mà thôi. Có thể thấy Trần Học Đông không phải là một cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu mến phim truyền hình Trung Quốc. Với vẻ ngoài lãng tử điển trai của mình, nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua series phim Đình Đám của Quách Kính Minh có tên Tiểu Thời Đại. Nhờ vậy, Trần Học Đông từng nhận nhiều giải thưởng dành cho gương mặt triển vọng trên màn ảnh Hoa ngữ. Những tưởng với những thành tích đáng tự hào đó, chàng diễn viên trẻ sẽ nhanh chóng có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hàng loạt các dự án gần đây của anh chàng như phim điện ảnh Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường, Tước Tích hay tác phẩm truyền hình Vân Thượng Tiên Sinh lại không được khán giả đánh giá cao. Diễn xuất của Trần Học Đông bị chê là thiếu tự nhiên, gượng gạo cũng như không tạo được điểm nhấn đặc biệt gì trên màn ảnh ngoài vẻ đẹp hoàn hảo như tượng. Diễn viên, dù là nam hay nữ thì vẻ ngoài đẹp mắt là một trong những nhân tố rất quan trọng quyết định sự thành công. Song trong những năm gần đây, khi yêu cầu của khán giả ngày càng tăng cao thì chỉ có sắc đẹp thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn hết đó chính là thần thái khi diễn của người diễn viên. Không thể phủ nhận vẻ ngoài đẹp trai đúng chuẩn soái ca của anh, thế nhưng ánh mắt có phần gượng gạo cộng thêm biểu cảm khuôn mặt khi diễn xuất, vừa nhạt lại thiếu cảm xúc là một trong những lý do khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu và thất vọng. Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho những bộ phim mà nam diễn viên sinh năm 1990 tham gia không gặt hái được thành công như mong đợi. Cảm nhận được những thiếu sót còn thiếu ở bản thân cũng như với mong muốn đem đến cho khán giả những vai diễn tốt nhất của mình, Trần Học Đông đã từ chối khá nhiều các kịch bản đóng phim với mong muốn trau dồi thêm cho bản thân mình. Chính vì thế, khi tác phẩm Giải Mật lên sóng, người xem cảm thấy bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của anh. Diễn xuất của Trần Học Đông nhận được nhiều lời khen hơn, vượt qua dự đoán ban đầu rằng anh sẽ hủy hoại bộ phim từ anti-fan. Thế nhưng khi Trần Học Đông góp mặt trong Hạ Chí Chưa Tới với vai nam chính Phó Tiểu Tư, một số khán giả thất vọng bởi sự thụt lùi của anh chàng. Cư dân mạng cùng anti-fan lại càng khẳng định chuyện quan hệ mờ ám của Trần Học Đông cùng Quách Kính Minh là có thật. Nếu không, sẽ chẳng có chuyện Trần Học Đông toàn đóng vai chính trong phim mà Tiểu Tứ làm nhà sản xuất khi anh chàng diễn dở đến mức không thể chấp nhận. Ban đầu, khán giả đều vô cùng hồi hộp chờ đợi đến ngày Hạ Chí Chưa Tới được phát sóng. Bởi lẽ ngoài Trần Học Đông, tác phẩm còn quy tụ những gương mặt trẻ khác như Bạch Kính Đình, Sài Bích Vân cùng Trịnh Sảng. Thế nhưng, dù có rating khởi điểm rất ổn, song thành tích của Hạ Chí Chưa Tới lại đi xuống dần đều. Một trong những lý do khiến phim thất bại là vì biểu cảm mãnh liệt của Trần Học Đông. Theo nhận xét của cư dân mạng, Trần Học Đông chẳng hề tiến bộ chút nào so với thời đóng cùng Tiểu Thời Đại, cùng Vân Thượng Tiên Sinh. Vào vai một thiên tài hội họa lạnh lùng như Phó Tiểu Tư, thế nên đa phần anh chàng chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều ngoài khuôn mặt đơ như tượng sáp, rất chuẩn chỉ vô cảm. Đôi lúc trong những cảnh tay đôi với nữ chính Lập Hà, khán giả mới thấy được sự thay đổi chút chút của Trần Học Đông. Khi ở bên cậu bạn thân Lục Chi Ngang trong phim là lúc biểu cảm của nam chính đa dạng nhất. Chính vì diễn xuất yếu kém như vậy, thế nên Trần Học Đông không nhận được nhiều sự chú ý từ người xem. Thậm chí nam chính Phó Tiểu Tư còn phải nhường ánh hào quang cho nam phụ Lục Chi Ngang, Bạch Kính Đình trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Nếu Bạch Kính Đình liên tục lọt top đầu thì Trần Học Đông là chật vật trong top dưới. Có lúc anh còn trượt khỏi top 10 chỉ số truyền thông.